Em cứ xả đi xong một tí đây là chỉnh. cái đầu đầu xả của nó là ngoài này lên Đúng rồi đấy, đầu xả đấy. Mình tháo cả trong cáo ở ngoài ra. Là sao ạ? Đấy À, thì đấy tháo cái đấy ra. Đấy và cái vặn cái vút ngoài ra nữa. Cái này anh có tắm được không? Tắm được. Người lớn còn tắm được mà. Anh ở đây để thật mà. Anh còn tắm. Người lớn tắm được. Rộng ngay mà. Rộng ngay mà. Mỗi tội mình không bơi được thôi. À nó phải chống choai ra tí nhỉ? Vâng. Cái này 1 triệu 2, 1 triệu 3 này á. Đây triệu, triệu 2, à, đây 3, 3 x 2 x 7,5. Cao 7,5. Dài 3 mét, rộng 2 mét. Tức là chống choai hết cho vâng. ra hết đúng không? Vâng. Là xong hết rồi đi. Xong hết rồi ạ. Bây giờ thì chỉ việc bơm nước và xả nước vào thôi. Xả đáy đâu? Xả đáy góc bên kia. Sao em quay nó ra ngoài để cho dễ tiện? Đang tính xong là lắp máy lọc thì nó ở bên kia. Máy lọc nhá. Đây. Đây có máy lọc kia. Bởi vì nếu mà xả cái kia đầu xả quay ra đây thì nó lại lên trên này. Nó lại ra sân này thì. Vâng. Ý em đấy thì. Vâng. Đấy mình cứ xả nước thôi. Mình cứ xả thôi. Chân chói ra, chân phải chói ra. Mình còn đi vào, mình còn vệ sinh bể nữa, đi vòng quanh. An tâm. Nhưng mà trước khi ấy, anh cũng bảo mày giải cái gì dưới này không nó rách được sao? Không sao được, lời này rất tốt, không sợ. Tránh đừng để sạn sỏi các thứ mình mà đấy. Nếu mà bất kể cái anh có rát xốp vào thì nếu mà dính vào máy không bỏ ra thì vẫn bị khủng. Nếu mà mình thấy có cộm cộm lên thì mình phải nhặt ngay. Vâng. À thì bảo anh Vinh cầm cái máy kia để nó tốt ra nữa. Thì... chục đứa thoải mái. Ít thì bố tắm thì là chính. Bố tắm nhưng mà bố tắm thì bố chỉ được tắm một chỗ thôi chứ không bơi được. Về rồi đấy à? Ai nữa tránh chó mèo anh chứ. Chó mèo đừng cho vào bơi cùng. Bơi vào nó cái móng của nó sẽ cào, cào thành. Đây là cái gì? Đấy, em đoán dự dự đoán nó cũng phải ra đến đây đúng đến đây luôn.